xin chào mừng quý vị đã quay trở lại với Tìm Kiếm Tài Năng Việt Nam's Got Talent. Thưa quý vị, như vậy là năm nay đã là năm thứ 3 của Tìm Kiếm Tài Năng Việt Nam và chúng tôi rất vui mừng khi quý vị vẫn dành sự quan tâm cho chương trình, vẫn đón xem chương trình vào mỗi tối chủ nhật hàng tuần. Và ngày bên cạnh cuộc thi chính thức mà quý vị đang theo dõi, chúng tôi còn có một cuộc thi bên lề để nhằm tạo điều kiện cho những tài năng có thể được thể hiện và khám phá. Và họ không phải đợi đến mùa sang năm mà vẫn có thể tỏa sáng trên sân khấu của bên lề của chương trình. Và chúng tôi đã tìm được quán quân của chương trình này. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng gặp chàng trai này. Và có một điều rất tình cờ, đây lại chính là một gương mặt rất quen thuộc của Tìm Kiếm Tài Năng Việt Nam mùa đầu tiên. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng chào đón phần trình diễn beatbox của chàng trai mang tên Thái Sơn. Lady and gentlemen. Xin chào tất cả mọi người, mình là Trần Thái Sơn, rất vui và trở lại với Vietnam's Got Talent. Cuộc thi Tìm Kiếm Tài Năng Việt Nam là một trong những cuộc thi mà mang lại cho mình rất là nhiều cảm xúc. Sau mùa thứ nhất, vào đêm mà công bố kết quả của mình thì thực sự mình cảm thấy rất là buồn lúc đấy. Nhưng mà sau khi cuộc thi đấy thì mình lại cảm giác đây là một trong những cái bài học rất là lớn, đã tiếp thêm cho Sơn rất là nhiều cái kinh nghiệm trong cuộc sống. Như thế nào để chiến thắng, như thế nào là thất bại và mình đã học được bài học gì. Ngay sau đấy thì Sơn đã có những cái bước tiến rất là lớn trong cái thời gian sinh hoạt về nghệ thuật của mình, như là gặp những con người tài năng, được sự giúp đỡ của họ. Tất cả những cái công việc nó đã có một cái sự tiến triển rất là lớn. Năm nay thì Thái Sơn thực ra đã muốn dự định là tham gia cuộc thi vòng mùa thứ 3 này. Tuy nhiên là do vấn đề thời gian và công việc rất là bận nên thực ra mình không tham gia được cuộc thi này. Bên cạnh đó thì Thái Sơn đã tham gia một cuộc thi bên lề song hành với cuộc thi chính. Và rất là may mắn là Thái Sơn đã được giải nhất. Đây có lẽ là một trong những cái niềm động viên rất là lớn trong cái cuộc quãng thời gian mà mình sinh hoạt về nghệ thuật. Và hôm nay rất là vui vì một lần nữa Thái Sơn lại đứng trên sân khấu để biểu diễn cho tất cả mọi người cùng xem trong đêm công bố kết quả bán kết sau. Anh đêm và khi tan bóng đêm, bình minh rồi sẽ mang em thật xa. Style.
thương, lại vừa đem trái nhân vùng đến theo cùng hoa cầu mùa xuân. Và mùa xuân biết em đã mầm một mối tình. Biết em thế nên có hoa thật là dễ. Cảm ơn rất nhiều. Xin cảm ơn thầy Sơn. Chào đón bạn quay trở lại với sân khấu của Tìm Kiếm Tài Năng Việt Nam. Và hôm nay cảm giác của bạn có khác với lần bạn đứng trên sân khấu này cách đây những năm về trước không ạ? À, vâng, thì lần đầu tiên cho phép em xin được gửi lời chào tất cả mọi người. Thì năm nay thì khi mà đứng với tư cách là khách mời, tất nhiên rất là khác với thí sinh năm đấy, rất là lo lắng, hồi hộp chờ kết quả, thì năm nay diễn rất là thoải mái và được sự ủng hộ của khán giả rất là vui. Vâng, mọi người dành cho bạn một tràng pháo tay rất là nồng nhiệt, chứng tỏ là mọi người rất là hâm mộ tài năng của bạn. Bạn có thể chia sẻ cho chúng tôi một chút về cái cuộc thi bên lề mà bạn vừa giành được giải nhất không ạ? Vâng, thực ra thì Thái Sơn rất là cảm ơn OMO đã tổ chức một cuộc thi Got Talent của nhãn hàng để mà có thể đưa những cái tài năng như Sơn được đưa lên những sân khấu mà nó không được như Got Talent. Tuy nhiên thì rất là vui vì đã được tham gia như thế. Xin chúc cho Thái Sơn sẽ luôn luôn giữ vững được phong độ của mình và hy vọng là sẽ được gặp lại Thái Sơn vào mùa sau của Tìm Kiếm Tài Năng Việt Nam. Vâng, xin cảm ơn bạn rất nhiều.